Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh, mình anh mỗi yêu quậy. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, đâu trả lời chỉ khiến